video from your nail? Yeah, it's okay. Này đó là Trang mới nói là xin phép bà là Trang có thể quay cái tay của bà để làm video không? Đó, bà nói ok được. Fingernail. Này là Trang nói bà là có cái ngón tay đẹp á, cái ngón của bà thon thả đẹp. Ok, you tell me you want to cut the land line, xem this finger. Yes, yes. Mình hỏi bà là hồi nãy bà mới nói với tôi á, là bà muốn cắt and he bằng go với home, cái ngón út này, no, phải he go to school now. Yeah, he's a sophomore. Yeah. Xin lỗi mọi người. How about the nào mà Trang không hiểu led, thì Trang không led, dịch ra. The last time it đoạn nào mà nó chống chống thì Trang dịch lòng tiếng vô đi. Tại vì Trang dịch mà Trang đánh chữ nó lâu quá quý vị ơi. Dịch mà Trang đánh chữ đó Trang mò hoài nó lâu quá. Trang dịch theo kiểu lòng tiếng đi. Và có đoạn nào mà Trang không có lòng tiếng là thì xin lỗi mọi người nha. Vì Trang dịch đánh chữ là Trang dịch cái đoạn văn cái đoạn video mà Trang nói tiếng Anh đánh chữ 13 phút đang đăng lên đó, là Trang dịch tới 6 ngày trời, Trang đánh chữ, Trang mò Trang đánh chữ tới 6 ngày trời Trang mới được một cái video 13 phút. Cho nên cái video này nó hơn nửa tiếng, là Trang nghĩ chắc Trang làm tới 3 tuần sau Trang mới đăng lên được. Cho nên Trang xin lỗi nha, Trang không có dịch đánh chữ nữa. How old? He was born with it. He was about 2 years. Yeah. It's a long time ago. Yeah. And where do you go on the holiday Thanksgiving? Where do you go on Thanksgiving at home? Everybody comes to my house. Yeah, your kids come visit you. Yes. Yeah. Mm-hmm. And big you have a big house. Have a big house. How many? About 5,000 square feet, but I sold it this year. So you sold Grady? Sold my big house. And where you live now? Up by the phone office, around that road a little bit before you get to the bypass. Yeah, and that's your house. Yeah. Small house. That's a smaller house. It's 4 bedrooms and 2 baths, but it's still smaller than the other one was. Oh no, this still big. Four bedroom and 2 bathroom. Yeah, I think it's too big. My house just one bathroom and 1 bathroom and 3 bedroom. 3 bedrooms. Yeah. I lived in the big house like 40 years. Yeah. So I couldn't take care of it no more. So I had to get rid of it. Yes, that's right. Because just you and him, just the 2 person. Yeah. Yeah, that's the 2 bit for with you. Big. Yeah, very 2 bit. 2 big lot bills. Yeah. You cannot clean up. It's a very tired. No. Huh? Yeah. Keep it clean. Yeah. And the big house you saw ready and have how many bedroom? I had 8 bedrooms and 4 baths. Oh my god, I bedroom and 4 bathroom. Mm-hmm. Oh my god, 2 beds. Yeah. Oh. Well, see, I adopted 6 kids. Oh, yeah. And then I had 3 of my own. Yeah. So.
You have how many kids? Nine kids, and you need have a big house, Yeah, but they're all gone now. But like, so yeah, they didn't need that no more. Yeah, and then they when they grow up and they move, they move out. Yeah, and they don't stay there. They don't stay with you. Yeah. Mm-hmm. Yes. And you saw. Some of them did, but I didn't want them to. Yeah. Yes. They don't pick. Some of them don't pick up after themselves. Yeah. I'm not gonna pick up after them. Yeah. Mm-hmm. Because they have a good job, a big CD. But sometimes they come back to visit you. It's come okay. For Thanksgiving and Christmas. Easter and that kind of thing. Yeah, holiday, birthday, your birthday, they come back to visit you. Sometimes, and sometimes they call the phone, they talk with you. Yes. It's good. Oh. I found and I mess up. I hurt you a little bit. My skin. You live here close to town? Yes, from here, 6 minutes. 6 minutes? Yeah. We drive the car from here to my house, 6 minutes. Yeah, it's not long. Yeah, not long. How far from your house? About 2 minutes. Oh, 2 minutes? 2-3. Oh, closer than me. Yeah. Very close. You know where the Justice Center is? Yes, I know. Yeah, about halfway over there. Yeah. Yeah, it's very close. Yeah. Bà hỏi nhà mình gần đây không? Mình trả lời là từ đây 6 phút. Còn bà, nhà bà, mình hỏi nhà bà thì bà nói là 2-3 phút rồi. Mình mới nói là nhà bà đó là gần hơn nhà tôi, gần quá. Cái chỗ nào trống thì Trang chen vô, Trang lộng tiếng. Nhưng mà còn những chỗ mà bà khách nói tiếng Anh đó, quý vị nghe đi, quý vị nghe cho quen cái lỗ tai. Để chừng nữa mình gặp khách đó, mình tiếp xúc, mình biết cách nói. Những chỗ khách nói với Trang không có lòng tiếng vô để cho quý vị nghe. You'll be busy from now on, won't you? Till Thanksgiving. Yes, Thanksgiving. We holiday. We busy. Yeah. But Tuesday, we a little bit slow on down. Tuesdays. Yeah, this one, this Tuesday slow down. Yeah. And too cold. Yeah. Today very cold. Good day for me to come. They want it. Yeah, it's good for you, huh? But it's not good for me. Yeah, not good for me, but good for you. Yeah. That's why. That's okay. Sometimes we need take a rest. Take a rest. Sometimes we need. Clean little bit, clean up the house. Thì tốt cho bà khách, còn không tốt cho mình. Khách nó cũng thường hay nói câu đó nên mình nói lại. You know, I take a video from your nail. This one. Yeah. And I upload on my channel. YouTube. Okay. Mình nói là bà có biết là tôi đang quay cái tay của bà để mà tôi đăng lên cái kênh của tôi không? Mình không biết bà có hiểu không. Bà ok, không biết hiểu không. Nhiều khi có khi mình nói bà không hiểu bà cũng ok. Bà nói là cái tay của bà, bác sĩ nói có thể mổ ra để cho nó mở cái tay ra giống như tay của mình nó. Nhưng mà bà thì bà không muốn mở ra, bà không muốn phẫu thuật. Oh, what you say? Doctor wants to cut open, but I had him cut open once, but I don't want to do that no more. Open, what open? Cut. Work on that. Yeah, I know. They, the doctor tell you
he can open your hand. Yes. Yeah, but you say you don't like it, right? Too much pain. Oh yeah, yeah, too much pain. Yeah. Oh, let me see. Oh, right here. Oh, they can surgery for you. Yeah. And if the surgery done and you can open, yeah, look like me. Yeah. Ah. Yeah, and they want to cut these out and put plastic in there. Yeah. But, this hand too. I just leave them like they are. Yeah, that's okay. Don't worry. You have a nice nail. Bà nói mổ đau lắm. Nên bà không mổ, bà sẽ để cho cái tay như vậy luôn. Bà không mổ. Tại bà bị bệnh nên tay bà mới bị có tật quẹo như vậy đó quý vị. Commercial, they call everything. No, I think if I are you, I don't go to surgery. Yeah. If I can comb my hair and yeah, take a shower. I don't want him to do that. Yeah. Okay. And this your hand before when your mom born you and you have this one, right? Mm-mm. Ah, no. No. I was about 35 or something. It's rheumatoid arthritis. Ah. Ah. It's arthritis and it dried him up. Yeah. When how What the year you I was in my third. It's been about 40 years. 40 years mm-hmm. ago. Yeah, they started hurting real bad and drawing and. And now, how about you feel your nail? It hurt or no? They don't hurt. They real don't bad hurt right now. No, they, yeah, no, not now. They don't. But they did it first. Yeah. And you think you okay with this hand? You feel you can do anything? You can wash your hair? Mm-hmm. You yeah can do it? Yeah, I can. It's good. You can cook? Yeah. Yes. No, don't go. No surgery. No. Because I scared if they mess up. If they yes do something mess up and you cannot work. Right. Yeah. Right. So. Yeah. But the doctor said I wore my hands out. I've had like 2 restaurants. Yeah. And I worked all the time. Yeah. He said I wore my hands out working. Yeah. Yeah. Mm. Oh, yes. You. No. If I am you. Yes. I don't go surgery. Yeah. Yeah. No. Yeah. Does your hands hurt? My hand. Oh. Someday I found a lot. Mm-hmm. I go to sleep and I hurt. Right. Hurt in my shoulder. Hurt inside, not the hurt outside. Yeah. Yeah. Sometimes I hurt. Someday I feel better. Someday I am very good. Okay. Mm-hmm. Someday I feel tired. I hurt. Mình nói bà là thôi đừng có đi mổ. Nếu mình là bà thì mình sẽ không đi mổ. Tại vì lỡ bác sĩ mổ mà có xảy ra những trục trặc gì á, rồi mình không có thể nào mà giống như bị liệt luôn á. Nên bà nói không, bà không có đi mổ. Rồi các bà hỏi thăm mình á là tay của mình có đau không. Mình nói là có ngày mình không khỏe thì đau. Ngủ nửa đêm nó đau á. Tay bà có thể làm được tất cả, nấu ăn, gội đầu, tắm rửa được hết. Nhưng mà chỉ có lụm cái gì á, giả tỉ gớt cái gì mà lụm lên á, thì cầm nắm lụm á, nó hơi khó thôi. Còn ngoài ra là làm được hết tất cả bình thường. Anything, right?
You yeah, can do anything. It's hard to pick up stuff. Sometimes hard pick up something. Yeah, especially small things. Yeah. Bà nói là khi mà bà lụm cái gì á mà nó nhỏ á thì khó lụm, khó hơi khó chút xíu thôi nhưng mà sẽ lụm được. Kế tiếp mình sẽ hỏi bà là bà không có thích đi chỗ khác làm phải không? Tại vì bà nói đúng rồi, đi chỗ khác đó, người ta làm, người ta vội vã quá. Đó, người ta làm vội vã rồi, người ta làm gỉ cái tai bà bị đau. Bà đi đâu bà cũng quay trở về đây làm hết á quý vị. Bà nói bà không chịu làm chỗ khác. And you say you go somewhere, you don't like it. Go some another nail shop, do your nail. You don't like go another place. Yeah, right. Yeah. They're too rough. Yeah. They, my hands are sore sometimes. Yeah. And they get in a hurry. Hurry, they hurry. And start hurting me. And they hurt you. Oh no. Mm-hmm. They hurt you. Mm-hmm. What they do hurt you? They just get in a hurry because they're trying to hurry up and get another customer and they start being rough. Okay. Yeah, they hurry and they fall for God. Yeah. Yeah, they do a little bit they do not a gentle. Yeah. Hết biết chuyện hỏi rồi, mình hết biết chuyện hỏi rồi. Mình nín thinh, mình cũng đang suy nghĩ chuyện ra để hỏi bà đó. Cái bà hỏi lại mình, hỏi là con trai của mình á, đi học rồi sao, thích đi học không? Yeah, boy like school. Yes, he like it. He like go school. He don't like stay the nail shop. Yeah, because he like play with the friend, mm-hmm. with the kid, play outside with them. Yeah. Yeah. And I think maybe a two more hours he come back. He go the bus. Uh-huh. Yeah. The bus, he get up, over there, and he walk, he in here. Well, that's great. Yeah. You know, Pine Haven? Yeah, he go to Pine Haven. And how the little boy, your little boy, he go to Where his school? York Elementary. Yeah. I took him. Yeah, you took him. Most of the time. Sometimes, every once in a while, he'd ride the bus. But yeah. There were so many of them that I just went ahead and took him. Yeah. How about you today? He go the bus or you took him? No, he drove. Oh, he drove. Oh. He's got a permit, but... But he don't have a license yet. No, but he's got a permit. But he goes the back roads. So, Monday we'll get the driver's license. Okay. Bà hỏi thăm con mình, rồi mình trả lời là nó đi học rồi 2 tiếng nữa nó mới về. Nó đi về thì nó đi xe bus. Xe bus bỏ nó ở ngoài lộ nè. Xuống ngay lộ rồi cái từ ngay lộ á nó đi bộ vô tiệm mình. Bà nói vậy á. Rồi bà cũng có một thằng con nhỏ nữa 16 tuổi. 16 tuổi đang đi học á, rồi bé đó tới tuổi đi học thi bằng lái xe rồi. Chắc cũng một vài tuần nữa là bé đó đi thi bằng lái xe. Du khách little bit shorter, it feel better. Easy for you work. Yeah. They'll grow out. Yeah, they grow fast. The deep, you like it, the deep. You like the deep color. Yeah. It is stronger, huh? It keep your nail grow up. Yeah.
Mình và bà đang nói về cái tiếng Anh là go up và go out. Là go up là dành cho nói với người, giống như con của mày lớn thì là go up. Còn nói với cái cây, hỏi nói cái cây mọc, rau cải mọc với móng tay mọc. Oh, thì no, nói là go out. Do nail go mình out. Không nhớ cái chỗ đó nên hôm nay mình hỏi lại bà. Can I ask you one question? Giải thích cho mình nghe. If I say go out. The deep keep your you nail go up or go out. I talk the English. The your nail I talk go up or I talk go out. Go out or go up? No, they go out. Oh, yeah. They go out. Mm-hmm. If you talk about the nail, you need say the nail go out. Right. If you talk about my son, he go up. Grow up. Oh, I don't know. If talk about him, he grow up too fast. Yes. And if you talk about the vegetable, the flower, grow out. Yeah. The flower and the nail. Go out. Yes. The people, the kids, go up. I am I don't remember. My son he teach me, but I forgot. Yeah. And if you teach me, I never forgot. Yeah, I always remember good. Yeah, yeah. I was foster parent for a little Mexican boy. Yeah, and he learned his mom was Mexican. Yeah, and when he was in the third grade, he was translating for York Elementary. Because. Yeah. He had been with me a lot, and he spoke Spanish and English. Yeah. In third grade. Third grade. He was so smart. Yeah. Oh, and you help him, right? Yeah. And he smart you. Yes. Yeah. He, how old is he now? He's probably about 25. He works at Crossville at that new place. Yeah. What's the name of it? The big gas station. Oh, big gas in station. Crossville. Oh, in the big city, huh? Yeah. Yeah. What is the name of that place? But anyway, he likes it over there. Yeah. You remember good. That's a story a long time ago. Yes. You were very good to remember. And sometimes he called you. Yes. When I went in over there at the gas station. Yeah. It's been about 2-3 months ago. I didn't know he was standing there. And I saw this guy looking at me grinning, and here he come running. And he's a granny. Really? Oh, Samuel. Yeah. How about his mom? His mom in Cookville. Yeah. She not live with him? No, she don't live with him, but she has her own trailer, and he has his own apartment. He live in an apartment. Yeah. Happy, huh? You saw him. It's a happy. Yeah. Oh, it's a long time ago. Now he 25 years old now. Yeah. Hmm.
And he have a girlfriend now. Yes, he has a girlfriend. He get married. He get married. I don't know if he's gonna get married or not. Yeah. You know, a lot of Mexicans, they don't get married. They just live with you. Yes. I mean, that's their culture a lot. Yes. So as mama is, she don't marry. She just have friends. Yeah, just a friend. Yeah, no, get married. Bucky's. Bucky's is the name of that place in CrossFit. Yeah, I'm sure you've heard people talk about it. It's a great big gas station. Yeah. And they just opened up last. Yeah. This year. But they pay about $20 an hour, so that's good. Yeah. $20. For 1 hour. Yeah. That's a good money. Mm-hmm. Yeah. And how many hours he worked one day? How many hours he worked? Well, most of the time, but sometimes he works overtime. But yeah. There's some always. How many hours a day? Like 8 or 10. Sometimes 10. Yeah. That's 10 hours. That's $200 a day. Oh, 10. Oh, if he work 10 hours, oh, he have a $200. Mm-hmm. For a high school education, that's good. Yeah. It's a lot of money. Yeah. And how many days a week does he work? Most of the time 5, but sometimes he works 6. Yeah. So. He up on the Sunday. The Sunday he up. Most of the time he works Sunday. He'll be out through the week. What day he off? I think they rotate. They don't always have the same day off. That way everybody can be off, you know, like. Yeah. He might be off this Sunday, but not be off next Sunday. Oh, yeah. He call you Nana. Granny. Yeah, they all call me Granny. Yeah. Đang nói về cái một anh thanh niên 25 tuổi làm ở chỗ cây xăng á quý vị, 20 đồng một giờ á. Một ngày làm 8 tiếng, nếu mà tăng ca thì 10 tiếng một ngày là được 200 đô. Đó, 200 đô một ngày cũng là nhiều tiền rồi đó quý vị. Granny, it mean là nó chạm xăng quý vị. Nana, grandma. Granny, grandma. Nanny. Nana. Yes. Bên Mỹ á. Nana, granny, grandma, nanny có nghĩa là bà nội với bà ngoại, nhưng mà có người người ta thích gọi như vậy, có người người ta thích gọi kiểu khác, nhưng mà bốn từ đó có nghĩa là bà nội bà ngoại đấy quý vị. You look so beautiful. Really? Yeah. My your hand very nice. My hand ugly. No. Yeah. If I do this color look like you, they don't show up good. Yeah, they show up ugly. Yeah. You have a finger nail, nice finger nail. It's a picky every day, every time. Stitch. Yeah, stitch. I have did that at home. Wow, very beautiful.
Yeah, so beautiful. And for the holidays. Yes. Thanksgiving and Christmas. Yeah. They like the word sparkle. It's a shiny. Yeah. You don't wear the green, huh? You don't wear the green. Rings? Yeah, the I've green. I've gone there at home. Some of them don't fit now because I've had them a long time. Yeah. Why? How you don't wear the green? I just don't put them on, I guess. I'll wear them one day when I come up here. I've got, I think I got 4 left. Yeah. I don't think they make them anymore. Yeah. If you go wedding, somebody, you wear the green or ring. No? Ring. You wear. Yeah. Yes, I don't saw you wear the green. Sometimes the ring don't go over the knuckles. Yeah. No, they swell, you know. Yes, I know, but not this finger, and I think this finger okay. Yeah. Don't have a knuckle. Yeah. You can wear this finger. Mm-hmm. Yeah, this finger. Yeah. Actually, I started to put some on this morning, and I didn't. Yeah. I just left them. Yeah. Today, very cold. Yeah. Cold. Yeah. And make me sleepy. Makes you sleepy. Yeah. You get good and warm. Yeah. And it's very quiet. Mm-hmm. Yeah. It's a good day to sleep. Yeah. Take a nap. Yeah. Take a nap. Mm-hmm. Yeah, go. It's dry. It's dry? Yeah. Yeah, it dry fast. Yeah, it dry fast. I think just 2 minutes. Mm-hmm. Mm. It's the oil make your hand sharp. Yeah, and moist. Dry. Yeah. Mm-hmm. It's good. Yes, it's a beautiful color. Yeah, that's pretty. Yeah, this a lot of people like this number 86. Mm-hmm. They like it, this number. Mm-hmm. Me too. I like it, this number. Yeah, it's pretty. Yeah.
So how much? How much? $43. Thank you so much, honey. Yeah. Yeah, thank you so much. You have a good Thanksgiving. Yeah, you have a good Thanksgiving. Yeah, with, you too. Yeah, with what the, are you going to do? Oh, no, we don't. We just go the restaurant we eat. Yeah? Yeah, Golden Crow. Golden Crow? Yeah, Golden Crow. We don't so cook. Do you have family here? No. No? We don't have family here. Yeah. Well. Yeah. And we cook, eat, and we come back to home. We sleep. Rest. Yeah. Yeah. Rest. Take a nap. Yeah. Sleep. Sometimes they're not always open, are they? They open. All the time? Yeah. Every year. They open Thanksgiving. Yeah. Yeah. We come there every year. A lot of people. We get like the long line. Oh, yeah. You know, get like the weather cold. And we, and the raining. We have an umbrella. The umbrella. Yeah. Yeah. And we get like the long line. We wait every year 1 hour outside. The a lot of people get light. Yeah. They start early. They maybe 10 or 9 o'clock in the morning. Yeah. 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 Well, I hope you have a good one. Yeah, you too. And see you later. Thank you. Yeah. You try, be careful, huh? All right, yeah. I will. Slow down, honey. Mà đi rồi. Ok, để mình thân lại cái camera. Mình không biết thân, để mình tắt đi. Mình mới làm cho bà khách xong á, mình để cái video nguyên cái luôn. Mình không có cắt ghép gì hết, tại vì hôm nay mình cũng không có bận lắm á, mình để nguyên cái. Để cho quý vị xem á là mình vừa làm, mình vừa nói chuyện với khách á, thì mất thời gian là khoảng bao lâu. Có mấy ngày trước mình có đăng video á, là mình có cắt ghép. Tại vì mình đứng lên, mình chạy tới chạy lui á, rồi mình cắt ghép. Tại vì mình để nó dài quá, rồi quý vị cũng là biến coi á, nên Trang cắt ghép. Bây giờ hôm nay Trang có thời gian á, Trang để nguyên cái luôn, để coi thử nó bao nhiêu phút. Thì cái deep á, Trang làm mà vừa làm vừa nói chuyện với khách luôn, là cũng hơn 30 phút á. Wow, nó cũng lâu thiệt. Hơn 30 phút mình phải ngưng lại, mình phải nói chuyện này kia đó, rồi mình làm từ từ đó quý vị đó. Tính ra là nếu mà mình chạy khách đó, thì là mình làm liên tục, mình không nói chuyện đó. Hôm nay là Trang quay lại cái cuộc nói chuyện của Trang với bà khách đó, là lý do là tại vì có một số bạn ở trên YouTube đó, coi kênh của Trang đó, rồi cái nói là Trang ơi, Trang hãy quay cái cách mà Trang nói chuyện, vừa làm vừa nói chuyện với khách, vừa giao tiếp á. Thì Trang cũng ngại, Trang không có dám quay. Trang nói là kêu bạn á là tìm mấy cái kênh mà có dạy tiếng Anh hay á, vô trong đó coi. Nhưng mà bạn á có nhắn tin nói với Trang nữa, kêu là Trang ơi, Trang quay cách mà Trang vừa nói chuyện với khách vừa làm đi, để cho bạn đó coi, để bạn đó biết được là
Để bạn đó nói là bạn đó muốn muốn học cách nói chuyện với khách đó, giao tiếp đó. Đó, bạn nó muốn vậy thì hôm nay Trang cũng làm một video luôn, với mà sẵn mình cũng đăng lên để cho những bạn mà đang ở Việt Nam á, mà đang học nghề nail mà sắp sửa chuẩn bị qua Mỹ á, á, mấy bạn còn đang đợi giấy tờ á, mấy bạn chưa qua được á, rồi mấy bạn cũng coi cái video này thì mấy bạn cũng hiểu được là làm nail thì gì đó, mình vừa làm mình vừa nói chuyện như thế nào, thì Trang cũng thấy là cũng đâu có nói gì cao xa trên trời dưới đất đâu, thì mình cũng cứ nói đại lòng vòng vậy thôi, mình nói là mình hỏi thăm bả nhiêu tuổi, rồi gia đình có mấy người con này kia vậy đó, thì cứ mỗi lần lại thì mình cứ gặp mặt họ hoài, mỗi mỗi 3 tuần một lần, rồi gặp hoài mình cũng không biết chuyện gì nói, nên mình thì cũng cứ cà lòng vòng có mấy câu đó nói tới nói lui hoài, thì mình hỏi thăm con bả làm sao vậy đó, rồi bả màu này đẹp quá, rồi giả bộ hỏi là lễ này mày có đi đâu chơi không, cứ moi móc ra, mình suy nghĩ mình moi móc ra cái này cái kia, mình nói qua nói lại cho có chuyện nói vậy đó, chứ cũng đâu có chuyện gì nói đâu quý vị. Thì làm nail mà thì vô đó thì cũng nói cà lòng vòng qua lại hỏi xã giao đời sống hàng ngày thôi đó, thì bạn cũng có nhờ Trang chia sẻ cái vừa làm vừa nói chuyện với khách, thì đó hôm nay Trang cũng vừa làm vừa nói chuyện với khách đó, là nó như vậy đó đó, mình hỏi mấy câu lòng vòng vậy thôi đó, đơn giản thôi chứ cũng không có nói gì nhiều, đặc biệt là mình không được nói chuyện người khác nha quý vị, không có nói chuyện người khác hay là nói xấu người khác, là không không có nói về vấn đề đó, mình chỉ nói chuyện xã giao chơi vui vậy thôi. Còn họ nếu mà giả tỷ có một người khách nào mà người khách đó là người khách xấu tính đi, họ nói với mình về chuyện người khác nói xấu gì gì, gì đó, thì mình rồi xong cái mình sẽ né qua, mình bắt cái chuyện khác qua mình nói, chứ mình không có nói giống như là mình không có đồng tình nói chung với cái người khách đó như vậy. Người khách đó mà nói xấu về cái người nào thì mình nói ok rồi mình né qua chuyện khác liền, tại vì mình ngồi đó mình nói với khách đó thì có người khách khác người ta dòm mình á, người ta sẽ đánh giá mình. Để mình nghe con rồi, mà giờ cái video này là Trang chia sẻ chút xíu vậy đó, nhưng mà Trang cũng có nói trước đó là Trang chỉ chia sẻ là cách là mình nói chuyện với khách thôi nha quý vị. Em Trang sợ có nhiều bạn vô bình luận nói là không biết tiếng Anh mà lên nói dạy cái đó. Cái video này là Trang không phải là dạy tiếng Anh nha quý vị. Trang chỉ là chia sẻ cách làm nail, chia sẻ cách làm deep, rồi với thêm có mấy bạn nhờ Trang quay cái trong lúc mà Trang vừa làm vừa nói chuyện với khách, giao tiếp với khách đó nha quý vị. Đó, cái deep cái video này là Trang chia sẻ cuộc sống thực tế của Trang vừa làm nail vừa nói chuyện với khách đó, chứ không phải là Trang chia sẻ cái cách dạy tiếng Anh nha quý vị. Đừng có học theo cái cách nói chuyện của Trang, tại vì Trang nói có những câu Trang nói sai không có đúng. Rồi video cũng dài rồi, Trang cũng xin kết thúc ở đây. Hôm nay Trang quay mà Trang không có biết cách quay, cho nên Trang nói chuyện Trang nhìn vô cái màn hình mà nó không có vô, nó cứ nhìn đi đâu không à. Cảm ơn quý vị đã xem video của Trang và chúc quý vị sớm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.